đêm lại giấc mơ. Tặng cho anh Hân và tất cả chị và các bạn có mặt trong đêm hôm nay. Trời ơi, trời ơi, điệu nó ớt luôn á. Nếu mà nè, bây giờ Eric sẽ làm nhiệm vụ là ghi tên ai hát tiếp theo nha. Eric, đồng bọn là phải hát thay phiên nhau, mỗi người một bài để tặng cho 7-8, để trước khi 7 kia về Mỹ, 7 còn lưu luyến một cái giọng hát của đồng bọn ở trong đầu, chúng tôi phải về nó quên hết. Không còn ai chia quanh thắm.
luôn rồi sao? Chứ còn gì nữa? Biết gì mà khỏi lên sân khấu đi. Đứng về. Cái ca mặt nạ cái ca hả? Cũng được luôn, vẫn đẹp. Dạ. Dạ đúng.